Chị Út. Ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ, chị Út. Thằng Trường nó sao rồi? Thì ảnh bị sốt. Rồi con lấy thau nước ấm, con dắt khăn, con để lên trán cho ổng. Rồi vậy thôi á. Khoai hiền. Vậy mà nãy kêu qua cái bài đặt giả bộ, thôi không đi đâu. Tình trong đã vậy ngoài còn e. Ở đâu Út? Út kẹo con hoài à. Mà anh Hiếu cũng kỳ đó nha. Nói với con là đi mua thuốc một chút xíu rồi về. Vậy mà bỏ mình ơn con ở đó. Người ra mà kỳ cục. Không có à, Út thấy Hiếu dễ thương lắm á. Hiếu dễ thương lắm á. Thì suy đi nghĩ lại thấy anh Hiếu cũng dễ thương. Vậy mà tới giờ này vẫn độc thân. Hay là con giới thiệu mấy nhỏ bạn của con cho anh Hiếu ta. Cấm mày à? Gì vậy? Chuyện của người ta kệ người ta đi. Ủa mắc gì cấm con? Bộ Út không muốn bạn của Út hạnh phúc hả? Ừ thì muốn. Nhưng mà tại vì Út chi người ta đang cũng có chút xíu ABC. Kiểu này là tình trong như đã, mặt ngoài cũng đã luôn. Nghi ấm, nghi ấm. Mà Út, Út với lại anh Hiếu á, hẹn hò sao ạ? Lúc gặp ảnh á hả? Thì từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm anh vẫn mong được nhiều hơn thế. Út sao vậy? Cứng đơ mà. Ủa hẹn hò mà cứng đơ là sao ta? Xưa tới giờ em chẳng động ra có ai hỏi tới đâu. Tự nhiên giờ có người đàn ông làm mình cũng cỡ chết. À, mà lên mà lên. Chảy nước miếng, chảy nước miếng đúng không? Bậy à, nước miếng đâu có đâu. Thiệt con. Thôi. Tại vì má con không có muốn thấy mấy cái chuyện yêu đương này nè, nên là Út đâu có dám nói. Nhưng mà phụ nữ mình yếu đuối mà con. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai. Út, đừng hát nữa. Con nói ra Út tổn thương. Nhưng mà Út hát dở tệ. Bồ dở lắm mà con. Nhưng mà thôi, cái ý của Út á là phụ nữ mình á phải cần một cái bờ vai để nương tựa. Còn con á, tới tuổi cặp kê rồi, Út cũng mong con kiếm được cái bến bờ hạnh phúc. Đặc biệt là phải biết trân trọng những người yêu thương mình thật lòng nha. Con cũng biết vậy, nhưng mà con sợ má con buồn. Mà Út, má con kỳ ghê. Tự nhiên hận đàn ông rồi bắt nguyên đại gia đình của mình cũng phải vậy luôn. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn con không hề cảm nhận được bóng dáng người đàn ông trong gia đình của mình. Ơi, còn chú Tư chi con? Chú Tư là của ngày xưa thôi, bây giờ là má Tư. Sao Út vẫn thấy loáng thoáng bóng dáng người đàn ông đâu đó ta? Ê mà thôi đi vô đi con. Ở trong nhà này á vắng ai là mọi người đi kiếm á. Ừ, thôi đi vô đi để má con lo. Bây giờ ngồi lâu lắm rồi. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Người đến với nắng mai dịu em, với gió dù từng đêm. Yêu đời luôn ha. Tính này hả? Đúng là có con gái chăm sóc quá khác ha. Mỗi khi nằm ly bì. Hả? Xin mì hả? Hôm qua Diệu chăm sóc em thiệt hả? Diệu chăm sóc mày chứ không để tao. Anh kể em nghe xíu đi. Kể lại em nghe xíu đi. Tao đâu thấy gì đâu mà kể. Đi mà, đi bỏ mì xuống. Được không? Được. Xíu chưa, xíu chưa. Thì nói vậy nè, nói nè. Sao? Nó
gì ghê vậy? Thôi thôi thôi, ba ngồi đi. Thấy anh giống dì Tư quá. Tầm bậy vậy đó. Thiệt mà thấy anh ghê quá. Anh diễn tả ghê quá. Ủa sao tối Diệu nó làm mày không đuổi mà tao làm mày đuổi? Thì anh khác, Diệu khác chứ. Thì ra không phải là mơ. Mơ cái đầu mày mơ. Con gái người ta bỏ nguyên đêm chăm sóc mày. Anh anh còn ly mì nào không? Nấu cho em ly đi. Em đói bụng quá. Còn. Ôi mà quên. Tối qua Diệu nấu cháo gà cho mẹ. Để tôi vô tôi thăm cho mẹ nha. Ủa? Diệu có nấu với em thiệt hả? Ừ rồi. Ai vậy trời? Ủa chú Sang? Chú mới lên hả? Chú mới lên. Trường, con. Con chào ba. Nào ăn mì đây. Của con, chú ăn không? Con nấu luôn cho. Thôi khỏi, chú không ăn đâu. Dạ. Trường, tình hình thu mua đất làm sao rồi? Công ty đang rất là sốt ruột. Ba thì nôn nóng cho nên hôm nay ba mới lên đây nè. Sao? Con báo cáo cho ba nghe coi. Cái chuyện này á, con muốn thưa với ba lâu rồi. Ừ. Thay vì á, mình mở khu du lịch, thì con nghĩ mình nên tập trung để đầu tư cho người dân ở đó, nâng cao ngành nghề, con nghĩ sẽ tốt hơn. Cái gì vậy? Từ đâu mà con có suy nghĩ đó vậy? Tự nhiên thì không được, cái là con đổi kế hoạch làm sao vậy Trường? Con đúc kết trên kinh nghiệm thực tế, mình làm việc không có kết quả, mình cứ chạy theo á thì rất là mất thời gian. Người ta ở đây mấy chục năm rồi, cũng có tình cảm với mảnh đất. Người ta không bán là điều hiển nhiên rồi. Hơn nữa, nếu xây khu du lịch sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống. Cho nên... Thôi 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 đi, cho nên cho gì Trường? Cái đó chỉ là cái cớ mà thôi. Bà nói cho con biết, bà không cần biết làm cách nào, miễn làm sao còn phải thu mua cái mảnh đất đó cho bà bằng bất cứ giá nào. Nếu mà thuyết phục không được thì dùng biện pháp mạnh, nghe chưa? Bà chờ đó. Chú về chú. Chú đi còn chuyện một chút. Chú Sang căng quá vậy? Tao quên tối tặng hết cháo rồi. Ăn mì đi. Tội nghiệp em quá à. Một bên thì là hiếu, một bên thì tình. Giờ chọn chữ nào? Chọn hai chữ thì không được đâu. Em sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của ba. Nhưng trước tiên á, em muốn thể hiện tình cảm với Diệu trước đã. Ờ, tao thấy gì cũng được. Mày mà trái lòng với chú Sang á thì ông cũng không bỏ mày được đâu. Nhưng mà mày không thể hiện tình cảm với con Diệu thì con Diệu nó sẽ bỏ mày đó. Thôi, ăn mì đi, để lát nó nở. À, gì? Mà anh biết cách tỏ tình nào lãng mạn không? Muốn tỏ tình lãng mạn phải không? Ừ. Ở đây cảnh đẹp lắm. Sao? Mày chạy vòng vòng mày kiếm cái đồi thông nào cho thiệt là cao, thiệt là vắng á. Mà đặc biệt ở dưới đồi thông đó phải có gốc cây nha. Mà gốc cây nhỏ nhỏ thôi. Cây làm gì? Hai đứa ngồi vô mà gốc cây. Rồi làm gì đó? Mày bước hoa dại, xong cái mày tặng. Mày kêu Diệu nhắm mắt đi, cái mày lấy mày hung cái. Ủa? Sao? Sao dễ vậy? Chứ mày muốn làm sao? Có cách nào khó hơn không? Khó hơn hả? Được không? Để tao bao cho. Thôi em cảm ơn anh nha. Vô cái đi. Vô luôn hả? Vô. 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 Đang làm gì á? Út vô phòng công, Út không qua cửa. Trời ơi, gì cháu không, có gì phải gõ cửa. Này đâu rồi, sắm mấy cái này nhìn xịn quá nè. Con chôm của má Tư á. Út có biết thắt bính không? Thắt bính hả? Ừ. Biết. Thắt cho con đi. Trời ơi, con gái tầm ngồng không biết thắt bính luôn. Ủa, chứ từ lúc nhỏ tới giờ á, mấy má có ai chỉ cho con thắt bính đâu. Suốt ngày con chỉ cột giày cho con quấn lên thôi à. Đâu có biết làm kiểu gì. Thắt cho con ơi. Để Út thắt cho.
thắt hai bên cho đẹp đẹp nha. Được, Út làm được. Út, con có cái màu son này á, con chưa đánh bao giờ á, không biết đánh nó được không ta? Cái màu đỏ nhìn tươi lắm nè con. Trời ơi, lâu quá không có thắt quýnh. Này làm rung tay quá. Cho Út ổng thun con. À, nha nha. Ủa mà sau này bày đặt thắt tóc, thắt bím đồ nữa. Đừng nói với tôi là chuẩn bị đi hẹn hò với ai nha. Làm gì có. Tự nhiên cứ đi hẹn hò với ai, có ai đâu hẹn hò. Có không đó, ha, chuẩn bị sẵn sàng rồi một hồi ai kia hú cái chạy ra ha. Không có mà, Út đừng có ghẹo con nữa, không hẹn hò với ai hết trơn á. Ê cho Út xin cộng thun thôi. Ừ. Út thắt lâu quá à. Rồi, xong một bên. Còn một bên nữa là xong. Ngồi im đi. Thôi, công nhận nha, má Tư nhà mình á, Út quá trời đồ mắc cúp luôn. Son á, một gian son luôn. Má Tư điệu quá ha. Thì bởi vậy người ta mới kêu là bá Tư điệu. Thì mai mốt á, Út chứ còn á, có đi đâu á, qua bển chôm đồ mắc cúp của bá Tư là được rồi đúng không Út? Trời ơi, bà Tư mới mua toàn đồ giảm, đồ xinh mà chợ không con ơi. Tiền đâu mà mua mấy cái đồ xịn. Con cũng cẩn thận xài, nám da nám mặt hết á. Không được. Mấy cái nữa là xong rồi. Xong rồi đúng không Út? Rồi rồi, đâu nước, nước lên luôn coi. Trời ơi, mày sơn cái môi gì ghê quá vậy? Đại Út á, tém lại coi. Đó, nãy con đang đánh đó, Út giật cái đầu con cái nó méo luôn rồi cho. Tém tém lại đi. Gái ai, tôi sơn kỳ cục. Làm cho tôi sơn miếng này. Không được. Cái son này là báo vật của con á, Út không được đụng vô. Út muốn xài son á, qua phòng của má Tư lấy đi, má Tư nhiều son lắm. Tôi đi qua tôi mượn bà Tư. Nhớ đó, nha. Nha. Nhớ không cho tôi mượn nha. Nói gì mà dữ vậy ta? Ủa hôm nay sao tóc với cái môi của Diệu đẹp quá vậy? Ủa mà anh tới đây làm cái gì vậy? Tôi đâu có rảnh đâu. Ủa hôm nay tôi có hẹn với Diệu rồi mà. Bộ Diệu không muốn gặp tôi hả? Không. Vậy thôi chắc tôi đi về đi. Ê thiệt hả? Lỡ tối rồi, có chuyện gì nói luôn đi. Hôm nay tôi đến để cảm ơn Diệu. Tại vì bữa Diệu mang cháo qua cho tôi, với lại ở lại chăm sóc tôi nữa. Có gì đâu, anh bệnh một phần là lỗi do tôi mà. Cho nên tôi qua chăm sóc với lại nấu cháo cho anh cũng bình thường thôi à. Từ nay Diệu đừng nói chuyện xa cách với anh như vậy được không? Anh, mình gần nhau hơn chút nha. À, cũng được. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì em nói đi. À, từ nay á, khi nào mà tôi khi nào mà em cần á thì anh hãy qua gặp nha. Chứ anh mà qua đột ngột như vậy, má em bà sang bằng tất cả luôn á. Anh biết. Làm gì nhở? Anh tựa như một kẻ ngây khờ, em
đẹp tựa một nàng công chúa. Em và tôi đang cùng nhau giữa nơi rượu giang, hai người điên đã quá thân thuộc, hai người yêu tựa như kiếp trước. Em và tôi thương thì thương thế đi đi gì yếu đi gì đi bả mày ra là chết Diệu tới đây làm gì đây? Dạ hả? Con tới cảm ơn Diệu, hồi bữa con bị bệnh Diệu mang cháo đến cho con. Diệu nó nấu cháo cho mày ăn. Quá trời, vô đây biểu. Trời ơi mê trai gắt bính tha môi đồ nữa ha. Vô đây, vô đây. Nè con nói đi mà. Thì vô đây tao nói. Đi, vô đây biểu, vô đây. Gì vậy má? Bày hết nói nổi, hết nói nổi bày rồi. Sao cái cửa gì kỳ vậy trời? Mốt dẹp mẹ cái cửa này luôn đi. Má sửa đi, tại nhà không có đàn ông nên mới vậy á. Đã treo hả mẹ hả? Mày nghe tao hỏi nè, tao nói bệnh kệ nó mắc mới gì mày lo. Thì tại vì ảnh bệnh là tại con mà. Cho nên con nấu chút xíu cháo đem qua, có gì đâu mà má la dữ vậy. Ai cho mày nấu cháo? Từ đây sắp tới tao không cho mày thân thiết với thằng Trường nữa nghe chưa? Là phụ nữ mình á, phải cần một cái bờ vai để nương tựa. Út cũng mong con kiếm được cái bến bờ hạnh phúc. Đặc biệt là phải biết trân trọng những người yêu thương mình thật lòng nha. Má, con thấy anh Trường cũng là người tốt mà. Mất mới gì má phải cấm con. Bây giờ mày cãi tao hả? Bây giờ cãi hả? Tao nói không cho gặp là không gặp. Con không có cãi, con chỉ muốn biết tại sao má lại cấm thôi à. Trên đời này là ta không có tin đàn ông. Mình là phận con gái mình đã khổ rồi, mình gặp những cái thằng đàn ông đó mình càng khổ hơn nữa. Không có gặp nó nữa. Nhưng mà anh nó không làm gì đâu má. Bây giờ mày cãi tao hả? Con không có cãi, mà con chỉ đang thắc mắc thôi à. Tại vì con thấy anh là người tốt mà, có gì đâu mà phải cấm con. Đâu phải đàn ông nào cũng xấu đâu chị. Mày đang làm gì vậy? Mày vô thì mày vô luôn, mày đừng có lúp ló như vậy. Mày bước vô đây cho tao nói chuyện với mày. Tụi bay bây giờ quá trời ha, chung phe hả? Nè, có chuyện gì giấu tao phải không? Phải không? Không. Em là, em thấy Diệu nhà mình còn trẻ nè. Người ta mới biết yêu mà chị. Cho con nhỏ biết yêu với đời rồi, tội nghiệp nhỏ. Tự nhiên chị cấm cản nó. Yêu yêu cái gì? Yêu để khổ hả? Cái chuyện này để tao lo, mày đừng có xí vô. Mày lớn rồi, mày làm cái gì mày làm. Mày đừng có lôi kéo cháu mày vô. Em thấy thì anh Trường như anh Hiếu cũng được mà chị. Mấy hôm cũng qua phụ nhà mình quá trời, cũng chịu khó lắm chị. Dạ đúng rồi đó má. Hay là ngày mai con nói anh Trường qua sửa cái cửa này nha. Thôi để anh Hiếu qua sửa được chị. Mai tao tháo, không có sửa. Thằng Trường á là tao cho nó rớt ngoài vòng giữ xe rồi. Nó tưởng nó Việt Kiều, thành phố là nó ngon hả? Xin lỗi à. Má, nhưng mà anh Trường đâu phải dạng người như vậy đâu. Con thắng con tốt bụng mà. Đúng rồi đó chị. Anh Hiếu á, đợt đó em đi chợ về bị hai thằng nó định hãm. Hai em. Không có anh Hiếu là em tối đời rồi. Thôi, mày đừng có bên tụi nó. Mà tao đã nói rồi, trong tình yêu mà càng trèo cao thì càng té đau, mà càng hy vọng thì càng thất vọng. Không có quen ai hết, không có yêu đương gì hết trơn hết trời á. Cái cửa này mai tháo giùm tao đi. Không có sao đâu. Má con từ đó tới giờ là còn hận đàn ông lắm, nên là chưa có thay đổi một hai ngày được đâu. Từ từ, đừng lo lắng nha. Nghỉ ngơi đi. Trời ơi, buồn quá à. Này thắt tóc đẹp quá. Thôi tháo ra luôn. Bây giờ má cấm cản như vậy sẽ làm gì? Ôi trời ơi, cái môi son đỏ dễ thương quá. Con đúc kết trên kinh nghiệm thực tế, mình làm việc
không có kết quả, mình cứ chạy theo á thì rất là mất thời gian. Người ta ở đây mấy chục năm rồi, cũng có tình cảm với mảnh đất, người ta không bán là điều hiển nhiên rồi. Hơn nữa, nếu xây khu du lịch sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống. Hai ơi, em có biết là mấy chục năm nay anh đi tìm đi kiếm em không? Thì ra là em ở trên này. Em lên đây được bao lâu rồi? Em khỏe hả? Gia đình mình cũng khỏe hả? Dì Ba, chú Tư, Út Lành, mình khỏe hết hả? Mấy chị em vẫn khỏe, ai cũng khỏe mạnh hết á. Hai, cô này là vợ của chú Tư hả? Trời ơi, cái gì vậy? Đừng có nhắc tới chú Tư nữa. Chú Tư mất rồi hả? Trời ơi, chú Tư mất rồi nào? Chứ em biểu... Em nè, em là chú Tư nè. Chú Tư là em. Em là chú Tư đó. Chú Tư á, năm 17 tuổi chết rồi. Chú nhường cái xác lại cho dì Tư xài. Là em nè, em là dì Tư nha, đừng kêu chú Tư nữa, tuổi lắm á. Anh không nhớ là hồi xưa anh hay bồng em đi chơi hả? Bây giờ lớn lên rồi, anh có muốn bồng em đi chơi nữa không? Chị cầm cái giỏ em đi cho anh bồng đi chơi. Bất ngờ quá. Tư à, em đừng có nói chuyện với con người bội bạc này nữa. Hai, em nói ai bội bạc vậy? Tôi nói ông đó. Hả? Tôi? Trời hai ơi, chắc có lẽ là có một sự hiểu lầm gì phải không? Em hiểu lầm tôi phải không? Trời đất ơi, tôi hiểu lầm ông hả? Tôi với ông không có chuyện gì để nói hết trơn á. Trời ơi, nhận người quen nữa à, không có mắc cỡ hả? Chị đừng có la ông sầm. Đứng ngoài đường vậy mà chị la, người ta cười với mặt bây giờ đó. Cười cái gì? Tao làm cái gì mà cười? Cười là cười ổng kìa, cái con người xấu xa, bội bạc là ổng đó. Tôi nói thiệt với ông đó nha, 20 mấy năm nay tôi không muốn gặp ông nữa. Mà từ đây tới chết tôi cũng không muốn gặp ông nữa. Đi Tư. Hai ơi. Anh em anh nói... có muốn ẵm em như ngày xưa nữa không? Hai. Chị Hai, chị làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Thừ người cái gì mẹ không thấy đã đang làm này sao? Rồi làm gì chị khóc? Cái hành này nó làm chị cay mắt, chị khóc chứ chị khóc cái gì mà khóc? Chị đang nhớ ai đúng không? Mày nói khùng điên gì vậy? Em mệt chị quá chị Hai. Chuyện nó cũng 20 mấy năm rồi, nó cũng qua lâu rồi. Sao chị cứ nhớ hoài, chị cứ buồn hoài chị Hai? Chị muốn gặp ổng để nói ba mặt một lời. Chị bình tĩnh đi. Chị làm lớn chuyện lên, rồi lỡ biết ổng bỏ trốn thì sao? Nhưng mà chị không nghĩ ông Ba Sang không làm như vậy đâu. Dù gì, ông thương chị, ông còn đòi cưới chị nữa mà. Trời ơi, chị ơi, đến giờ phút này mà chị còn nói những cái lời nói đó. Chị tỉnh táo lại giùm em đi. Em nói chị nghe nha, nếu mà ông là người tử tế á, ông có đi lừa gạt chị không? Ông có làm cho người khác có bầu không? Chị lo cho bản thân chị đi. Em yên tâm đi, anh sẽ lo cho em với con mà.
Dạ em cảm ơn anh đã nhận là cha của đứa bé. Không có anh không biết mẹ con em sống sao nữa. Em đừng có nói về bổn phận của anh mà. Chị gặp không hỏi trắng đen. Chị làm cái gì vậy? Chị bình tĩnh lại đi. Chị làm rõ trắng đen á, lỡ như là chị quýnh người ta, ông binh người đó, ông đánh chị rồi sao? Chị mới là người mang nhục á, chị hiểu không? Trời ơi, đến giờ phút này á, chị lo cho bản thân chị đi. Còn đứa nhỏ trong bụng nữa kìa. Chị thương nó đi. Ông Ba Sang ông phản bội chị. Còn đứa con của chị á, nó không có lỗi. Chị tội nghiệp cho nó thôi. Thiệt á, thằng cha này á, mê giàu sang phú quý á, để cho chị phải chịu khổ vậy á. Thiệt á, tức quá, để em giải quyết đó cho. Đừng, đừng, mày cùng á. Mày cản chị mà mày còn nóng tính hơn chị nữa. Để chị ra nông nổi vậy á. Em nhìn em xót quá. Mà chị đừng có lo. Có em, có chị ba, có Út Lành nữa. Mọi người sẽ lo cho chị. Chị không có sao đâu. Em đừng có nói cho ai biết, nhất là ông Ba Sang á. Dạ, em biết rồi. Chị yên tâm nha. Chị hai. Cái gì nữa? Không lẽ chị không có tính cho con Diệu nó nhận là cha nó hả? Nó cũng lớn rồi, bây giờ nó cũng thành thiếu nữ rồi, ba nó cũng lớn tuổi rồi chị hai. Tao cấm nha. Tao cấm mày nhắc tới chuyện này nữa nha. Mà mày cũng không có nói cho con Diệu biết nữa. Đừng có ngồi đây là lèm bèm. Đi ra chỗ khác cho tôi làm. Đi đi. Em nói chị không được luôn á. Cái gì vậy? Diệu à. Nè, anh làm gì vậy? Diệu à. Em là người đầu tiên á mà anh dẫn đến đây. Anh nghe ba anh nói á, trước khi mẹ anh mất, bà ấy có một duy nguyện là khi mất, cho cốt của bà ấy sẽ được rải ở đây. Và mỗi lần anh đến đây á, thì anh cảm giác như là được ở gần mẹ của mình hơn. Anh chưa bao giờ dẫn một người con gái nào đến đây, nhưng em là người đầu tiên. Vì anh muốn khi đến đây, người con gái đó phải là một người đặc biệt. Và em chính là người đặc biệt đó. Em có hiểu ý anh nói không? Anh kỳ quá à. Không ai mà vừa tỏ tình vừa ra mắt mẹ như vậy trơn á. Mai mốt quá phải nói với em trước, để em bận đồ lịch sự hơn, rồi em mua một bó hoa để tặng mẹ em nữa chứ. Lần sau là phải báo trước đó nha. Nói vậy là mày dám cướp Diệu của tao hả? Tao chụp hình lại làm bằng chứng nè con. Chà, lấy nét hơi khó nha. Lạnh quá. Anh có một món quà muốn tặng em. Mày cũng ác lắm. Nhưng mà nhân dịp gì vậy? Mẹ mày chết rồi. Không nhân dịp gì hết. Mà mày rải hài cốt xuống dưới hồ này, sao mà chịu nổi? Những lúc không có anh bên cạnh á, sợi dây này sẽ thay anh bên cạnh em. Anh tặng quà cho em rồi đó. Ừ, đẹp không? Đẹp. Nhưng mà anh tặng rồi, bây giờ em tặng lại cho anh đi. Quà hả? Ừ. Có luôn. Đâu rồi ta? À, nè. Gì vậy? Tim của em á. Thôi, anh không lấy tim này đâu.
Lấy cái khác đi. Nè nha, anh vừa phải thôi. Mới có tỏ tình người ta xong rồi đợi quà rồi. Vậy em có tặng không? Vậy chứ muốn gì? Tặng cho em một sợi dây chuyền. Rồi. Đấy quá à. Nhắm mắt lại đi. Anh nhắm nha. Rồi. Có bằng chứng rồi con. Tay đóng băng luôn kìa. Anh đúng là khôn luôn á. Có sợi dây chuyền mà cướp nụ hôn đầu tiên của tôi. Mà anh thấy hay là cho anh bên rồi đi cho nó đều. Còn tham lam. Được không? Mặt lại đi. Thời tiết lạnh quá à. Mà anh nè, anh có thể kể về gia đình của anh cho em nghe được không? Không phải là em tò mò đâu, mà em muốn biết cuộc sống của anh như thế nào thôi à. Mẹ anh á thì mất khi anh vừa mới được sinh ra. Còn ba anh á thì lúc nào cũng hà khắc. Ngoài công việc ra thì ba với anh cũng biết nói chuyện với nhau nữa. Mà cũng lạ là ba anh chưa bao giờ nói gì về mẹ anh hết. Phải chi anh được gặp mẹ anh á thì tốt biết mấy. Hoàn cảnh của anh cũng giống của em. Từ nhỏ em không biết ba mình là ai hết. Em chỉ biết sống với má và mấy dì thôi à. Lúc nào cũng nói là không sao, nhưng chắc chắn ở trong lòng luôn có một khoảng trống. Vậy là anh với em là trời sinh một cặp rồi. Anh mong là tụi mình sẽ được hạnh phúc. Đừng nói sớm như vậy, bước không có qua đâu. Bây giờ mình chỉ cần vui với hiện tại là được rồi. Wow vậy? Bà biết gì không? Hôm qua tôi với bà đi chợ, biết gặp ai không? Ai? Ông Sang. Ông Sang? Ông Sang. Hèn gì gặp lại người yêu cũ, cho nên là sáng giờ làm như có vẻ như quạo quạo vậy á. Vậy á. Thưa mấy má, con mới về. À, ngày hôm nay con có một người đặc biệt à. Tên em là em. Dạ, con chào cả nhà. Tưởng ai, ai ngờ à, đẹp trai mà cũ xì chứ ai. Nói nghe nè, đi vô ăn đi tụi con. Đừng có ngại, đi vô đi. Dạ, hôm nay nhà con hết đồ ăn rồi, nên con qua nhà dì Hai ăn ké ăn buổi. Ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Trời đất ơi. Lại đi ăn đi. Dạ. Con xin chào tất cả mọi người. Dạ. Từ nãy giờ chắc chờ con lâu lắm phải không? Con xin lỗi. Dạ, con có việc bận. Dạ. Nè, ai mời anh mà chờ với đợi? Má bà,
Má ba mời mà. Ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi dạ. Xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ, mọi người chắc đang có chuyện vui à. Dạ. Ủa làm như trong nhà không có chỗ nhậu, sao ra ngoài đường nhậu rồi uống mền này vậy? Mày không ăn thì mày đi về. Đúng rồi đó, không ăn đi về đi. Thôi dạ uống mền cũng được, không sao. Dạ nhậu cũng vui à. Dạ. Dạ, dạ chào chú Tư. À, con có mang cái chai rượu này qua để con hùng với mọi người chứ không phải con đi tay không nha mọi người. Dạ. Trời ơi, cái thằng nó tâm lý hết sức nói luôn vậy đó hả? Trời mà xe lạnh á mà có uống chút xíu rượu này tôi nói nó tê tê tái tái gì đó à. Ông bà, nghe đến ăn nhậu là mê lắm. Chị ơi. Thôi thôi thôi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Mời, mời. Mời chị. Vô, 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 vô. Má, bữa nay á bá bỏ nguyên tắc cũ nha má, là ăn không được nói. Được rồi, ăn đi. Nè con, ăn đi, ngon lắm đó. Thấy không, chị em mấy chục năm rồi, có bao giờ nó gấp cho tôi miếng thịt đâu. Bà sao sân quá. Mày mới sân á. Ăn đi thôi cả nhà, ăn đi. Dạ, dạ. À, hôm qua con có đi chụp mấy cảnh đẹp á. Mà phải nói là con kiếm được cái chỗ mà chụp cái cảnh đẹp hữu tình luôn. Trời ơi, cái này mà đưa lên lịch là in lịch ra là nhiều người ta biết tới chỗ này đẹp lắm. Vậy là ngày mai đi tới đó quay clip lên ha, đem lên đăng YouTube luôn. Đem cho coi. Đâu được không? Chú Tư, coi không chú Tư? Tính ra là ta không có kêu á, không có cần luôn á. Đưa chị hai coi đi. Dạ thôi đưa chị, má ba coi. Đâu đâu, má ba coi coi. Wow. Trời đất quỷ thần động địa ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, giấu đi. Gì vậy, đưa đây đưa tao coi coi. Dạ không cái... Tao nói đưa tao coi. Không, cái này con tính xóa rồi, mấy cái này coi không được. Dạ. Sao mày kỳ vậy, mày đưa đây cho tao coi, tao chưa có coi. Dạ thôi, dạ thôi, cái chuyện này coi là má hai tức. Sao lì quá à. Má tôi nói đưa cho má tôi, đưa đi. Dạ má hai ơi, dạ con nghĩ là má hai cũng đừng la bé Diệu ta. Tại bé Diệu cũng là một người rất là hiền lành. Và cũng tại thằng này, chính nó là người dụ dỗ em Diệu, làm cho em Diệu cãi lời má hai. Má hai xử nó đi má hai. Anh im đi, anh có tình đúng không? Em hiểu lầm anh rồi Diệu, thật sự anh muốn xóa thiệt mà. Diệu. Dạ. Hai đứa đang quen nhau hả? Phản đối. Không có yêu đương gì hết trơn á. Mày quen nói được bao lâu? Mày nghe lời ngon tiếng ngọt hả? Rồi mày yêu nó hả? Nó không cho mày yêu đó. Mày cãi tao không? Dạ. Con đến với vừa thật lòng, không có gian dối đâu gì hai. Chị hai, em thấy á, chị nên đổi tánh đi. Chị càng lớn chị càng khó luôn á. Con Diệu nó cũng lớn rồi, chị cho nó quen người ta đi. Trời, không lẽ chị bắt con Diệu á, nó cứ sống nhiều hoài, vậy nó ở giá, vậy nó sống nó lớn lên, nó già như mình vậy. Cô đơn nó khổ sở lắm chị hai. Ừ, chị hai ơi, em thấy nhà mình cũng nên đổi nguyên tắc đi chị. Chứ con nhỏ còn trẻ quá, rồi mai mốt tụi mình già rồi nó ở với ai chị? Cái gì kỳ vậy? Hôm trước còn hùng hùng hổ hổ dữ lắm mà bây giờ cái tự nhiên phá luật quay đầu như một cái đẹp vậy. Không có ai quay đầu hết á. Hồi xưa đến giờ là hai bên đây nè, là một phe, là tụi tôi ủng hộ không á. Có mình bà ai vua nó ra nó vô hoài. Dạ con cảm ơn Diệu, con hứa sẽ chăm sóc cho Diệu thật tốt. Má nói không có yêu đương gì hết, hai đứa bay đứng lên đi về. Ủa con làm gì đuổi con về vậy? Tao biểu hai đứa bay đứng lên đi về. Đây, cầm chai rượu về luôn. Má. Cuộc đời của má đã quá khổ rồi, đã quá cô đơn rồi. Má cho con yêu đi, con còn trẻ mà.
con muốn cuộc đời của con cũng khổ như má. Má cho con yêu đi má. Má nói không. Má. Chồng rồi. Ê, em ơi, Tết nay chỉ có chồng rồi. Ê.